Khoa học ngày nay đang tiến đến tiếp cận với Phật giáo. Phật giáo nói một niệm bất giác là vô minh. Bởi bất giác nên A Lại Da xuất hiện. A Lại Da là vọng tâm. Một niệm bất giác nên từ chân tâm xuất hiện một vọng tâm. Sau đó chân tâm bị mê, vọng tâm đứng ra làm chủ. Vũ trụ từ đâu mà có, vạn pháp từ đâu mà có, sinh mạng từ đâu mà có, đều do vọng tâm biến hiện ra. Nhưng vọng tâm là năng biến, tất cả pháp là sợ biến. Y chánh trang nghiêm trong mười pháp giới là sợ biến. Từ đâu có mười pháp giới y chánh trang nghiêm? Từ chân tâm hiện ra. Chân tâm năng hiện, năng sanh năng hiện, không thay đổi. Nhất chân pháp giới không thay đổi, nghĩa là thật báo trang nghiêm độ của chư Phật Như Lai, vô thị vô minh biến hiện ra. Trong đó chắc chắn không có phân biệt chấp trước. Ý niệm của ta chỉ cho cái gì? Ý niệm chỉ cho sự phân biệt chấp trước. Cho nên gọi phân biệt chấp trước là ý niệm. Ý niệm quyết định tất cả. Ý niệm thanh tịnh, tịnh độ hiện tiền. Ý niệm nhiễm ô, uế độ hiện tiền. Ý niệm thiện, ba đường lành hiện tiền. Ý niệm ác, ba đường ác hiện tiền. Sự việc là như vậy. Không có ý niệm thì chẳng có luân hồi, cũng chẳng có mười pháp giới. Trong Chứng Đạo Ca của Ngài Diễn Già có nói: mộng lý minh minh hữu lục thủ, giác hậu không không vô đại thiên. Chẳng những lục đạo là mộng, mà mười pháp giới cũng là mộng. Thật sự tỉnh mộng là giác ngộ, chỉ có nhất chân pháp giới. Thật báo trang nghiêm độ của chư Phật Như Lai là nhất chân pháp giới. Cảnh giới này miên diện không biến hóa, thật sự là bất sanh bất diệt. Nó có phải là chân chăng? Vẫn chưa phải là chân. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, thật báo độ cũng không ngoại lệ. Đến khi nào thì không còn thật báo độ? Đoạn tận tập khí vô thị vô minh, thật báo độ không còn. Chỉ cần có một chút tập khí, nó cũng tồn tại. Không còn tập khí thì nó sẽ không có. Nó đi đâu? Trở về thường tịch quang.